Vụ tai nạn ở Quảng Nam, nghẹn ngào trước gia cảnh nạn nhân vụ rước dâu. 10 giờ sáng nay khi chiếc xe đầu tiên chở thi thể các nạn nhân đến thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị, hàng trăm người dân đứng vây kín con đường bê tông nhỏ hẹp. Nằm cạnh quốc lộ 1A, con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn Lương Điền sáng nay chật cứng, người dân đứng hai bên đường. Nhận thông tin đoàn người trong thôn trên đường vào Bình Định để cưới vợ cho cháu Nguyễn Khắc Long gặp tai nạn. Nhiều người chết mà cả thôn quặn lòng vì thương tiếc, một người dân nghẹn ngào nói. Người dân thôn Lương Điền cho biết gia đình anh Long khá hoàn cảnh, cách đây 10 năm bố bị tai nạn mất, mẹ làm nông nuôi 10 con ăn học. Long là con út trong nhà, khi vào làm việc ở Bình Dương, Long có tình cảm và quyết định đi đến hôn nhân với chị L, trú tại Bình Định. Dự định của gia đình là tối 29 tháng 7 vào Bình Định để sáng sớm hôm nay làm lễ nạp tài tại nhà gái, đến ngày 2 tháng 8 làm lễ cưới tại nhà trai, nhưng tai nạn đã cướp đi tất cả. Ông Nguyễn Tuân Phúc, một họ hàng ngậm ngùi nói. 10 giờ sáng nay, khi chiếc xe đầu tiên chở thi thể các nạn nhân về đến thôn, hàng trăm người dân đứng vây kín con đường bê tông nhỏ hẹp. Sự việc diễn ra đột ngột và đau lòng quá, cả thôn giờ không biết đến nhà nào, bỏ nhà nào, bởi lẽ cứ ra ngõ là gặp tang thương, xóm giềng chùm trong tang tóc, một người dân nói trong nước mắt. Nghẹn ngào trước đại tang, nhiều người không kìm nén nức đau đớn khi có mặt tại nhà của nạn nhân Ngô Thị B, sinh năm 1960, mẹ của chú rể Nguyễn Khắc Long. Vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng nay đã khiến 4 người trong gia đình của bà B thiệt mạng. Ngoài bà B, Long, chị gái Long, còn có một cháu nội bà B năm nay mới 7 tuổi. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp ở cuối thôn Lương Điền, tiếng khóc thảm thiết của người thân các nạn nhân vang lên. Cách nhà chú rể khoảng 150m, những tiếng khóc than ai oán gọi tên cha mẹ của các con nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyên, sinh năm 1964 cũng xé tan sự bình yên của một thôn nghèo. Nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1964, là hai trong số các nạn nhân gặp nạn. Chuyến xe định mệnh từ Quảng Trị vào Bình Định đã khiến hai vợ chồng tử vong, để lại 3 đứa con thơ và nhiều dự định dang dở. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Long khó khăn, cha mất sớm nên hay tin cháu lấy vợ, vợ chồng nó, ông Nguyên và bà gái đã rất phấn khởi muốn được trực tiếp đi hỏi vợ cho cháu. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả làng đã phải đón nhận nỗi bất hạnh lớn thế này. Một người thân có mặt tại nhà ông Nguyên nghẹn ngào. Có mặt tại thôn Lương Điền, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt, tính trích ngân sách hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Đây là một nỗi đau, nỗi mất mát lớn không chỉ người thân của các nạn nhân của xã Hải Lăng mà còn là nỗi đau thương của nhân dân Quảng Trị. Ông Chính cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, tại địa phận thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 13 người tử vong. Xe khách chở 17 người từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì bất ngờ đối đầu với xe container chạy ngược chiều, làm 13 người trên xe khách tử vong. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhân chứng vụ tai nạn ở Quảng Nam, tôi quá đau đớn và kinh hoàng. Chứng kiến 13 người thân trong đó có vợ tử nạn trên đường đi rước dâu, người may mắn thoát chết thốt lên, không diễn tả được, kinh hoàng quá. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc với đoàn xe rước dâu tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khiến 13 người chết, 4 người bị thương. Anh Dương Chí Linh, trú tại Quảng Trị, người nhà của chú rể tham gia đoàn rước dâu thừa nhận, chiếc xe chở đoàn đã tách sang đường đối diện trước khi gặp tai nạn. Theo anh Linh, đoàn xe rước dâu lúc đầu chỉ dự định có một xe 16 chỗ. Tuy nhiên anh Linh là người sau đó đề xuất thêm một chiếc xe 4 chỗ để chở lễ vật đến nhà gái. Chính anh Linh là người lái chiếc xe 4 chỗ đi cùng một xe 16 chỗ. Theo anh Linh, chiếc xe 16 chỗ gồm tài xế và 16 người nhà trong gia đình, trong đó vợ và con gái anh Linh cùng ở trên chiếc xe 16 chỗ. Tôi điều khiển xe 4 chỗ chạy cùng đoàn chở lễ vật cùng một người bác. Hai xe rước dâu xuất phát từ Hải Lăng vào 23 giờ ngày 29 tháng 7 và dự kiến tới Bình Định vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7 để làm lễ rước dâu.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 7, khi đoàn xe rước dâu đến địa phận Quảng Nam thì tự nhiên tôi thấy tài xế xe 16 chỗ bỗng đánh lái sang đàn đối diện và tông mạnh vào xe container đang đi ở chiều ngược lại. Anh Linh kể lại. Theo anh Linh, tốc độ của đoàn xe ở thời điểm này xảy ra tai nạn vào khoảng 50-60 km. Hai xe giữ khoảng cách với nhau tầm 50 m. Anh Linh cũng nhận định tài xế xe 16 chỗ có thể bị buồn ngủ nên đánh lái qua làn đường đối diện. Xe kia đâm vào xe container thì cũng đúng lúc xe tôi chờ tới. Tôi phanh kịp thời và lao xuống cùng người dân đưa các nạn nhân ra ngoài. Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam sau tiếng nổ là sự... Vợ tôi tử vong ngay trên xe, tôi đập phá cửa kính để tìm con gái. Khi lực lượng cứu hộ tới, con gái tôi được đưa ra ngoài. Tôi bồng cháu lên xe đến bệnh viện cấp cứu, anh Linh thẫn thờ kể. Anh Linh cho hay, hiện thi thể 13 người tử vong trong gia đình đã được đưa về Quảng Trị. Tôi không biết, đau đớn quá không diễn tả được, kinh hoàng quá, anh Linh thốt lên. Trao đổi với phóng viên bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, trong 4 bệnh nhân còn lại có 2 bệnh nhân khoảng 6 tuổi, 1 nam bệnh nhân 70 tuổi, 1 nữ khoảng 30 tuổi. Trong đó có 1 bệnh nhi 6 tuổi bị chấn thương ở vùng mặt, hiện đã qua cơn nguy kịch. 3 bệnh nhân còn lại đều ở trong tình trạng nặng và đang được điều trị ở khoa hồi sức ngoại khoa. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cô dâu ngất xỉu khi nghe tin chú rể thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Quảng Nam. Nghe tin chú rể cùng họ hàng nhà trai gặp nạn khiến 13 người chết, cô dâu cùng họ nhà gái lập tức lên xe đến hiện trường rồi ra Quảng Trị chia buồn. Trưa 30 tháng 7, bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban dân xã Mỹ Quang, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, xác nhận cô dâu của chú rể và gia đình gồm 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi trên đường vào nhà gái rước dâu là chị L.I. ngụ ở địa phương. Theo kế hoạch, trưa nay sau khi làm lễ cưới, nhà Y sẽ tổ chức tiệc mừng cùng bà con, họ hàng và người thân ở địa phương đến dự. Cha mẹ Y làm nông thuộc hộ nghèo. Bà Hà cho hay, theo một số láng giềng của chị Y, khoảng 3 giờ sáng trong lúc chờ chú rể và họ nhà trai vào làm lễ rồi rước dâu, cả gia đình chị Y như ngã quỵ khi nghe tin chú rể cùng nhiều người trong đoàn đi họ gặp nạn. Chị Y liên tục ngất xỉu khi nghe tin sốc. Dù vậy, sau đó không lâu, cô dâu cùng nhiều người trong gia đình thuê xe đến hiện trường vụ tai nạn, rồi cùng ra quê chú rể để chia buồn dự đám tang. Theo phóng viên đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng 30 tháng 7, ô tô 16 chỗ chạy hướng Bắc Nam khi đến địa điểm trên đã va chạm với container kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể. Tất cả nạn nhân đều trên ô tô khách. Được biết xe ô tô gặp nạn đang chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, 28 tuổi, từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào rước dâu, là chị L.I. ngụ tại thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Danh tính nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay, làm 13 người tử vong, 4 người bị thương ở Quảng Nam. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay tại địa phận thôn Uất, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, khiến 13 người chết. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vào thời điểm trên, xe khách 75B00052 đi hướng Quảng Trị vào Tam Kỳ, Quảng Nam. Đến đoạn đường trên thì đối đầu với xe container chạy ngược lại. Trên xe khách có 17 người đang trên đường đi đám hỏi từ Quảng Trị vào Bình Định. Cú tông trực diện với xe container biển kiểm soát 51D41121 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R21575 khiến 13 người trên xe khách tử vong, 4 người bị thương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.
Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm bà Ngô Thị B, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung, con bà B, Nguyễn Thư Kỳ, cháu nội bà B, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Khắc Nguyên, Nguyễn Thị Gái, vợ anh Nguyên, Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Thị Tiến, vợ anh Nguyễn Khắc Cát, Võ Sĩ Tiến, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế tên Cường. Bốn người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng là Nguyễn Trúc Hân, con chị Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Kim Oanh, vợ anh Phóng, Đặng Xuân Tiến, con anh Phóng, Nguyễn Khắc Cát. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận.